Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của bộ ba bá đạo. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video mini world cho anh em xem nữa đây. Và hôm nay các bạn vẫn thấy chính là sự hiện diện của bộ ba bá đạo nha. À không, này là bộ ba co giật mới đúng. Hai ông, hai bà làm gì vậy? Hả, làm gì vậy? Bị co giật hả? Chào khán giả thì cần cúi đầu cái thôi. Chào từ nãy giờ nè. Chào thì cúi đầu cái thôi, làm gì mà nhích thì ghê quá. Thì ok mấy bạn, mặc kệ hai ông bà Timmy và mít tôi dịch đi, để kệ, để cho hai ông bà muốn làm gì làm đi bạn đó. Hai ông bà đang gọi là cứ đập đầu vô cái cột nè, riết rồi hai ông bà khùng y như nhau luôn hả. Thì hôm nay nè mấy bạn ơi, mình đã mời Timmy và anh dịch vào trong đây để chơi chung với mình một con mini game. Và con map này có tên là map trốn tìm nha anh em đó. Hôm nay mình sẽ làm map trốn tìm nha. Mà trốn tìm lần này có gì vui nào, thì trốn tìm lần này chính là trốn tìm chúng ta sẽ hóa trang thành thùng xốp nha anh em đó. Hóa trang thành thùng xốp để chúng ta có thể trốn tìm nha anh em. Thì ok, để bắt đầu video này á, thì các bạn nhớ nè, thì đầu tiên các bạn đừng quên là kéo xuống bên dưới nè, nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1.000.000 subscribe nha anh em. Mình đã gần đạt được 1.000.000 subscribe đó, anh em nhớ hãy đăng ký ủng hộ cho mình mau mau đạt được 1.000.000 subscribe anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thế nào mấy bạn ơi, let's go. Ok thì bắt đầu nè, bây giờ mình bấm nút bắt đầu nha. Rồi sẽ bắt đầu sau 10 giây nè. Đó, thì cái map này mình sẽ giải thích cho mấy bạn sau nha. Bây giờ cứ vào trận mình sẽ giải thích nè. Rồi hai ông bà lại tiếp tục bị coi giật kìa các bạn ơi. Hai ông bà này riết bị khùng giống nhau luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái block để chúng ta hóa trang nha. Mình sẽ chọn thùng xốp nè. Rồi Timmy chọn nào. Map mày lỗi ơi, anh đâu có được chọn đâu. Mr. Dịch là người đi, là người phải đi kiếm anh hiểu không? Đó. Ui Timmy, bà nhìn thấy tôi biết hành cái thùng xốp không? Ồ trời ơi. Ok rồi, bây giờ mình cùng với lại Timmy sẽ cùng nhau đi trốn anh Dịch nha bạn. Để cho anh Dịch không tìm thấy bọn mình nha. Ui. Hè, trốn được không có trai. Mấy cưng đi trốn đâu? Ui hình như đâu? Hình như là cái thùng đen đen là anh Dịch nè bạn ơi. Ui cái ông đen đen bay đi rồi, đi lại từ nãy giờ là anh Dịch nè phải không? Ờ đúng rồi, ổng nằm nấp đi Phong, À Dịch ơi, em đâu có đứng ở đó đâu anh. Ui anh, Dịch ơi, anh nhìn sau lưng anh kìa, có một đàn cá đang nhảy tung tăng kìa anh. Anh lại cho nó xem được coi. Phải đi giết em mới được, chứ không đàn cá nó không được. Ây giờ đó tôi không nói cho ông biết là Phong nó trốn trên nhà cây đâu. À đi tìm. Ê đâu nhà cây chỗ nào? Ừ, nhiều nhà cây vậy? À, đó đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn Timmy nha. Cảm ơn Timmy đã đánh lạc hướng Dịch. Ok mình chạy thôi bạn ơi. Nãy mình đứng trước mặt Dịch luôn, may quá Dịch không thấy mình. Chạy. Bây giờ mình ơi Timmy. Ơi ông kia đi. Mình sẽ hóa trang thành cái thùng nè. Đó. Vậy đây. Vậy đây. Tay lên đôi vai Phong Cận bóp đít. Vậy đây, anh nhìn thấy có cái thùng đang chạy không anh? Kìa thùng đang chạy kìa. Ê, mày chết rồi. Ôi ok. Rồi xong. Timmy, mày núp kiểu gì vậy? Mày núp kiểu gì vậy? Trời ơi, Timmy. Timmy núp mà Timmy di chuyển các bạn ơi. Núp ghê quá. Trời ơi, núp ghê quá, cái đồng đủ. Cái thùng đồng đầy. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Không bắt được làm gió. Lên nóc nhà là bắt con gà. Mày chết rồi Timmy, mày không chạy đâu. Mày nè. Ô, Timmy đã bị giết rồi bạn ơi. Chạy thôi anh em ơi. Chạy thôi. Thôi Phong Cận ơi. Tới đỉnh vuông hay sao? Núp vô. Ok rồi. Sẽ không ai thấy mình đâu. Nam mô Di Đà Phật. Chạy vô đây nè. Ơi. Chạy. Mình đập được. Phong ơi, Phong thích hình vuông hay hình tròn? À em thích hình vuông anh ơi. Hình vuông tức là Phong đã chuyển trong hình hộp hình vuông. Mà chết rồi. À, trời ơi sao mình ngu vậy trời. À, xin lỗi Timmy. Timmy ơi, sao tôi lần này Timmy nào mới cho Dịch nè. Giờ nói gì cho mình. Ủa Dịch hả? Dịch hả? Anh ơi Dịch ơi, anh có thể nào mà tha cho em lần này được không? Bởi vì là em yêu anh rất là nhiều. Em yêu anh nhiều. Cái sao yêu là mày. Trời ơi chết queo luôn rồi. Ok, trận mới nha các bạn. Trận này mình sẽ nhất quyết thắng cho anh em xem nè. 1 hour later. Ok, trận mới nào anh em ơi, tức quá mà. Trận hồi nãy đáng lẽ là mình thắng rồi. Trời ơi, quay video cái gì, mấy cái dâm bà này. Ừ, ok, Dịch gáy to đi, trận này mình sẽ thắng cho bạn xem nè. Ủa, tức bà quá. Bà em ơi, trả thù cho bà coi nè. Lần này á,
Lần này là mình sẽ không biến thành thùng xốp nên em ơi, lần này mình sẽ biến thành một cái thùng khác để mình chọn cái thùng khác nha. Ok, để xem coi. Ủa sao vẫn là vịt bị đây? Vịt vẫn là người đi đi kiếm mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ chọn cái thùng này đi, cái thùng này được nè. Ok. Nhịp nó quật không giật phát mèo. Tìm ơi. Sao hồi nãy mà ông biến nhỏ được vậy, ông chỉ tôi đi. Không phải biến nhỏ, tôi chỉ nè. Bà chỉ cần gọi là xoay con chuột qua bên cái ô khác là bà sẽ biến thành cái thùng bình thường, thấy không? Đó. Là bà sẽ đứng im chỗ, bà hiểu không? Là dịch sẽ không kiếm được bà. Ôi ôi ôi, chị cho chị tới, chị đang đi tìm ra. Ok kìa. Ôi dịch kìa, tôi thấy bà dịch, âm dịch nhảy tưng 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 kìa. Thôi thôi, tôi tạm biệt bà nha. Tôi tạm biệt bà nha. Tôi chạy qua bên cái cầu ơi. Bye bye bà. Cố gắng sống nha, cố gắng sống nha. Ok ok, mình sẽ chạy qua đây mình trốn mấy bạn ơi. Ok, chạy bên cái cầu. Dịch biết bên rồi. Ok, mình sẽ núp, mình sẽ núp núp trong sau lưng. Cái cầu mà mày không tắt được đâu con trai tôi bị không tình yêu. Dịch ơi, em dịch ơi, em đâu có ở đây đâu dịch, em đâu có ở đây đâu. Chạy. Trời ơi, dậy đi Phong ơi, dậy Phong đi, dậy Phong ơi. Trốn được rồi các bạn ơi, trốn được rồi, chạy. Tôi không nói cho ông biết là thằng Phong có đứng ở bên hồ nước đâu. Hồ á? Tính ra là cái hồ nước ở đây mà. Mà đây đâu phải hồ nước đâu, đây là trốn tìm hải tặc, ngoài này là cái biển à. À biển, ở lớn lớn không không tìm Phong nữa, đi tìm Timmy đi cho dễ đi, game dễ. Đúng rồi anh đi tìm Timmy đi, đừng kiếm em làm gì. Đi tìm Timmy đi anh, Timmy vẫn là tình yêu của anh mà, anh đi kiếm Timmy đi. Đúng đi rồi, đi tìm tình yêu của anh đi. Tình yêu mà nhìn là muốn nhận tặng vô mặt đó. Phong, đứng làm gì Phong ơi. Ủa bà đang ở đâu, tôi thấy bà đâu. Phong ơi, Phong tình yêu của anh ơi, Phong ơi. Ủa. Dịch ơi, anh đừng em nhìn bằng ánh mắt ấy. Chạy. Mày chết rồi. Hai em lần này, hai em lần này. Ông không thấy mình, ông thấy mình. Ông thấy mình mày. Từ khó tham, tao đi tìm tim chứ. Mày chết rồi, không tao đâu. Ui, mấy ơi. Ui, mình may mắn quá vậy mà dịch cũng không thấy mình. Tim mi em thích hình vuông hay hình tròn? Tim mi ơi. Em thích hình vuông. Hình vuông à? À ok, hình vuông. Mày ơi, mình thấy tim mi kìa bạn. Bây giờ mình sẽ chạy quay quanh chỗ tim mi, mình đứng chung tim mi nha. Ok, hai tôi nghĩ là tôi với bạn. Dịch kìa, tôi phải đứng im chỗ đã, dịch thấy tôi di chuyển là chết á. Ok. Dịch ơi, em là cái đống thùng đằng sau lưng anh đó, anh đập cái đống thùng đó đi. Còn lâu, bằng kinh nghiệm chơi là mini world 55 thì không bao giờ có chuyện đấy cả. Bây giờ anh sẽ thử nghiệm một cái trick này nè. Hey, Siro hiện hình, hey. Dịch đang tính chơi gọi là bắt cua leo lên cao để dịch quan sát cho dễ đúng không? Đúng rồi. Ok, lo bắt cua đi, em chạy lại chỗ Timmy đây, bye bye anh. 100 giam. Ê, tự nhiên đứng ở đó bị lộ ba. Thôi không sao. Không tìm thấy các bạn mà mình đang chờ mắt thần xuất hiện. Không sao đâu. Hai đứa mình đứng chung với nhau được mà. Ok, để tôi leo đầu bà tôi đứng. Ê, lộ quá. Lộ gì? Yên tâm đi, không ai thấy đâu. Tôi đang đứng ở trên đầu bà, không ai để ý đâu. Giờ đây em. Giờ đây dịch đừng để ý nha. Phong ơi, đang ở một chỗ rất cao. Ủa giờ đây đâu? Ui, trên cùng kìa. Giờ đây trên tới tận nóc nhà luôn hả? Dạ đây, còn tận 4 phút, lần đó anh làm sao làm kiếm được bọn em nha. Còn gì có 4 phút, em nhìn màn hình kìa, 70 giây, đếm ngược, đơn giản game là dễ. Ê, mình kiếm chỗ hồ long đông mình nó phi, không là mình chết á. Đi. Dạ đây, anh có nhìn thấy hai cái thùng đang chồng lên nhau không? Timmy nằm bên dưới anh, quýt Timmy đi. Mày chạy. Mày chết rồi. Ôi chết Timmy rồi, chết Timmy rồi. Xin lỗi Timmy. Tìm quốc gia này là mình đã cho được Timmy các bạn ơi. Bạn nghĩ chị em có chắc mà lâu. Ai đó thương làm chị kìa Phong ơi. Xử đó. Phải không? Ê, đừng quýt tôi bác. Tôi xin lỗi. Timmy dí mạnh mẽ ơi. Ơi, mấy người sẽ không biết được tôi đâu. Ơi. Ẩn thân kỹ thuật. Không có, làm gì có đâu. Mày chạy, đuổi theo. Ơi, bị kẹt rồi. Ơi, chạy theo đi. Trời ơi, vậy mà cũng quýt hết được nữa. Nước ơi, nước. Dí nè, đuổi nè. Nó đâu rồi? Làm gì có đây. Bắt được cái thùng nè. Nó biết làm cái thùng. Ui, cái đám sáng nổi lên bạn ơi, trời. Mọi người thấy mình rồi. Mắt thần. Ủa cái này xuất hiện cho bao lâu? Cái này xuất hiện cho bao lâu rồi xong chết tôi. Anh ơi, thấy lần này anh ơi. Nói gì đi, chăn chuối gì đi. Trời ơi, làm ơn mà đừng đuổi nữa mà. Đừng đuổi theo em nữa, mà trời ơi, chạy đâu à? Phong cần ơi, chị nào. Trời ơi, bây giờ mình cứ đứng im thì mọi người cũng thấy mình luôn á, tại vì có cái đốm sáng này nè, chết mình rồi. No. Rồi đuôi đâu mà không thấy. Này là em gì ơi, tha cho anh lần này được không? Yêu được không? Ấy.
Dạ, nhảy xuống, chạy. Trời ơi, bắt cua gì thế mà đòi mày đặt bắt cua. Ô mắc thơm mất rồi, mắc thơm mất rồi. Đuổi 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 đi, đi ơi, mắc thơm mất rồi. Đánh nó, 3 phút rồi. Không thấy được em đâu, không thấy được em đâu. Không thấy được em đâu. Hello, Tìm ơi, chạy. Hello, bây giờ còn có 2 phút, chỉ còn có 2 phút thôi bạn ơi, mình phải cố gắng mới được, phải cố gắng. Ê, trời, có chừng chạy nó đi, không nó bắt cua lên nóc nhà. Đây, tôi đang lên nóc nhà, tôi canh nó nè. Đâu? Ờ, đúng rồi, em đang ở trên nóc nhà, đừng để ý nó em nha, em đang trên nóc nhà. Mà nó nhảy nóc nhà rồi, em nóc nhà rồi. Nóc nhà đâu có đâu, Tìm. Không, nó nhảy nóc nhà rồi. Ồ, mày quá bạn ơi. Coi nóc nhà nó đang thùi lùi ra, nó thấy gì đâu. Đây, bên nóc nhà có mấy cái thùng nè, bên nóc nhà có mấy cái thùng nè. Chỗ nào? Ủa ngoại mày. Ờ, chỗ này có bát mì, trời cho con bát mì ra men ăn đi bác ơi. Ê, mày đang đi kiếm người ta, mày rồi mày ăn mì mày. Ủa lộn rồi. Ôi bạn ơi, chỗ này quá nguy hiểm rồi. Bây giờ hai ông bả cứ chạy qua chạy lại chỗ này ngoài à. Bây giờ mình phải tìm cách để mình trốn mới được. Bực mì thiệt chứ. Ê Tìm ơi, qua bên nào kiếm coi. Ok, chơi rồi nha, coi kìa, 2 phút kìa. Đâu ta? Chạy. Đâu ta? Tranh thủ lúc hai ông bả không để ý mình chạy các bạn ơi. Ok rồi. Ha, à, núp ngay gốc cây này là quá hợp lý nè. Núp ở đây. À gốc cây à? Gốc cây à? Ủa tại sao mày trời nó khai ra kìa, nhìn tao trời nó ngu. Tìm gốc cây, tìm kỹ vô. Trời ơi, ở đây tôi nói thiệt với mọi người nha, có quá chị gốc cây luôn, đố mọi người biết gốc cây nào luôn á. Còn có 1 phút 30 giây à, nàng bước sang nơi đây à. Ở đây chỉ có cái gốc cây kia thôi. Tìm ơi. Gốc cây dù. Ở gốc cây dừa, cây dù cái gì? À, cái dừa lâu. Đây phải không? Lâu à. Ủa mày, 1 phút 30 giây nè, khuất xa nơi đây. Chết rồi, còn 1 phút dưới là nó đâu rồi ta? Em bây giờ em đã biết hành hợp quà đó, mọi người đừng để ý em nha. Em biết hành hợp quà đó. À hợp quà. Đúng rồi. Nó lừa ông đó. Giận tôi bạn ơi, what the hell. Thôi được rồi. Rốt cuộc thì nói chung thì mình vẫn trốn được một thời gian cơ, trời ơi. Hay mấy bạn ơi, rốt cuộc thì mình núp cỡ nào thì núp, nhưng mà rốt cuộc con Timmy đồ nó vẫn kiếm được mình. Đúng thật là gọi là cái này người ta gọi là nhờ vào may mắn anh em. Chứ thôi là mình trốn được rồi, còn có 1 phút 30 giây mình vẫn không thể nào mà thoát được. Do là Timmy nó may mắn thôi, mình xui xẻo cho nên mình mới không trốn được thôi, chứ Timmy đồ còn lâu mới kiếm được mình anh em ơi. Tránh ra coi kênh của tôi, phải kênh bà đâu mà đứng bà che tôi hoài à. Ok rồi, mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và mình xin chia buồn cùng với anh Mr. Dịch, vì anh Mr. Dịch quá nhỏ, trong khi hai trận nhường anh Mr. Dịch đều bị ơi, gọi là sao ta. Anh Nhường ơi, game mày dễ nhường vậy ý. Ủa em đâu có ý nói đâu, em ý em nói là Dịch gọi là nhân phẩm Dịch kém quá, cho nên là hai trận Dịch đều phải là người đi kiếm mấy bạn ơi. À ok, đấy nhân phẩm thấp thiệt. Ok rồi, cái này là do Dịch xui xẻo quá bạn. Ok rồi, và bây giờ mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu anh em thấy thích video này, đừng quên để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ đến subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của anh Mr. Vịt cùng với Team Middle và các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video bộ ba bắt đầu lần sau. Ok bye bye, và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye, yêu anh em, phải rồi. Bye bye.